Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình lại đi tìm tổ chim nha các bạn. Đó, thì mình đến đây thì mình thấy một ổ cút nó đang ở đây đây các bạn ơi. Tổ chim cút 3 trứng. Thì mình mới bước qua gần đây ấy. Chim bố bay đi nha các bạn, chim bố đang ấp trứng và bay đi. Đây các bạn ơi. Đây chính là tổ chim cút nha các bạn. Chim cút này thì thường thì nó sẽ để khoảng 4 trứng nha các bạn ơi. Nhưng mà tổ này 3 trứng, nhưng mà vừa nãy mình thấy chim bố đang ở trong tổ rồi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chỗ khác để chim bố về tổ ấp trứng nha các bạn. Các bạn ơi, mình tìm đến đây thì mình thấy một tổ chim bìm bìm cóc nha các bạn. Và mình thấy thêm một tổ, tức là mình thấy chim bố mẹ hòa mỹ mắt vàng nó đang tha mồi ở đây này các bạn ạ. Thì nếu mình sẽ ra tìm luôn nhá. Và tổ bìm bìm cóc ở đây này các bạn. Đây. Tổ này có 3 trứng nha các bạn ơi. Đây này các bạn. Đó. Loài chim bìm bìm cóc này thì nó làm tổ rất là thấp nha các bạn. Đó, cái tổ nó đây. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi ra bên này tìm tổ hòa mỹ mắt vàng nhé. Vâng các bạn ơi, mình đã tìm thấy nhá. Wow, tổ này thì tìm rất là dễ luôn. Đây này các bạn, chim hòa mỹ mắt vàng nó làm ở tổ rất là thấp thôi nha các bạn ơi. Đó. Đây này các bạn ơi. Tổ này có 3 con non và một quả trứng. Mình nghĩ là quả trứng này không nở đâu nha các bạn. Bởi vì 3 con chim non cũng khá là lớn rồi. Đó. Wow, nhìn rất là dễ thương nha các bạn ơi. Đây chính là tổ chim hòa mỹ mắt vàng. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gắn máy quay tại đây để xem chim họa mỹ mắt vàng nuôi con nha các bạn ơi.
Vâng các bạn ơi, cả chim bố và chim mẹ đều tha mồi về tổ cho con nha các bạn. Đó, mình thấy thì loài chim này rất là đẹp. Và ở nơi mình thì gọi đây là chim họa mi mắt vàng nha các bạn. Chim này thì đẻ khoảng 4 trứng và nó làm tổ rất là thấp so với mặt đất thôi nha các bạn ơi. Đó, chứ nó không làm trên cây cao. Rồi, và video này của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.